Hello, em chào anh em nha. Em chúc anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Hàng về. Chàng ơi, em nói thiệt em mừng lắm luôn anh em ạ. Em chờ có gần một tháng rồi. Gia Yên nó mới về hàng được anh em ơi. Lô này em về được cũng khá nha anh em nha. Tại vì em dàn lô này nữa là em ngưng rồi, em bán tới Tết. Em bán tới Tết là bắt đầu nghỉ luôn chứ. Bán tới Tết luôn chứ đâu có mà nhập nữa đâu anh em, đâu có lấy nữa đâu. Thì ông anh ông mới order về cho mình. Ông mới order về cho mình. Đợt này về được một sản phẩm hot nha anh em. Mút nha. Mút quay thái. Mình nói thẳng với anh em luôn. Đây. Ông mới order về cho mình đây anh em. Đây nè. Ông mới order về cho mình nè. Đó. Cái này nói chung là mình lấy hàng là mình lấy qua trung gian không mà anh em ơi. Chứ mình đâu có biết order audit gì đâu. Đó. Kệ mình cho anh em cùng nhau kiếm sống, kiếm cơm, kiếm cháo. Cùng nhau có lợi. Đó. Không có gì quan trọng hết trơn. Tại mình không biết thì thôi mình nhờ người ta order giùm mình. Đợt này em về đặt khoảng đâu chắc cũng tầm khoảng gần 100 cái Gia Yên á. Gia Yên quay thái 110. Em nói thiệt với anh em, cái lô không gọi 70 cái em bán trong vòng chưa đầy 3 ngày là hết. 70 cái em bán trong vòng chưa đầy 3 ngày là hết. Thì anh em nào cần thì tranh thủ. Bữa hổm anh em nào hỏi em á thì em báo hết, thì bữa nay liên hệ lại cho em. Thì em nói anh em luôn, Gia Yên quay thái 110. Đó, hàng này là mình anh em ông anh của mình đặt may ở bên nhà máy ở bên Thái Lan đó. Đây, nhiều anh em nói lợp lên á thì cái gân của nó hơi to. Cái này là do anh em chưa có biết nha, cái gân của nó anh em nói nó hơi to. Cái này là anh em chưa biết nha. Gia Yên khi anh em lợp lên anh em thấy gân to, nhưng mà anh em đi nắng một thời gian đi, anh em đi nắng đi mưa một thời gian nó sẽ rút lại nha anh em, nó sẽ rút lại nha. Đó, mình nói thẳng luôn, mình ở đây mình tiếp xúc với Yên Tồn nói ít không ít, nhiều không nhiều cũng 4-5 cây rồi. Mình biết cái tính chất da của nó, Yên Tồn mà tính chất da của nó là cái màu nó hơi lì lì như vậy nè. Và gân của nó cũng không có, gân của nó cũng không có cao, nó gân của nó bự, gân của nó xẹp nhưng mà nó bự như vậy nè. Đó, mình nói anh em nghe luôn. Đó. Rồi bắt đầu anh em chạy từ từ nó mới rút lại, chứ không có cái chuyện mà anh đó. Chứ không có cái chuyện mà anh em mà đi mua Yên Tồn vậy là đòi da nó giống theo xe, em đảm bảo anh em chăm chăm. Không bao giờ có, dám tuyên bố với anh em luôn. Yên Tồn ở đây em tiếp xúc Yên 99 Tồn full thùng luôn, một cây 30 mấy triệu em từng bán rồi á. Yên 2000 Tồn cũng có, Yên 99 tháo xe cọp đi 5-7 ngàn em từng bán rồi. Đó, cho nên là em rất là hiểu tính chất của nó. Ở đây em mua bán em phải để ý. Đó, đây nè, đặt máy bên nhà máy. Nói chung là bao anh em rất là chuẩn đây. Đặt máy bên nhà máy, đây. Bao anh em là cực kỳ chuẩn. Đây anh em. Rất là đều nghe anh em, rất là đều chứ không có bị lệch gì hết trơn anh em, từ đích tới mỏm luôn. Mỏm là cái mỏ Yên á, anh em ngoài miền Bắc hay gọi là cái mỏm á, đây nè. Nè. Đây. Hình cái nón tai bèo nè, hình này ta kêu hình cái phễu, hình cái phễu nè. Giống như cái mỏm của 110 theo xe luôn nha anh em. Một cái da như vậy là 290.000 một cái. Còn anh em nào lấy số lượng 5 cái, anh em lấy số lượng 10 cái, 20 cái thì mình phụ anh em một chút xíu. Nói chung bán mấy cái này á, lời nhiều là không có rồi. Anh em bán Gia Yên cái chuyện lời nhiều là cái chuyện không có lời nhiều rồi. Nói thẳng với anh em bán một cái em kiếm tầm khoảng 40.000. Không t- 45.000, khoảng 45.000. Chứ không có cái chuyện lời nhiều đâu anh em, đừng có nằm mơ. Đó, không có cái hàng gì mà ngon mà lời nhiều hết trơn. Tôi nói thẳng, trừ khi bán hàng điểu mới lời nhiều. Đó. Anh em nên nhớ một điều đó. Nhưng mà quan trọng là cái số lượng anh em. Quan trọng là cái số lượng. Đó, mình bán còn lâu còn dài. Không nhất thiết gì phải lời nhiều anh em. Em nói thẳng với anh em luôn. 290.000 một cái bao chất lượng cho anh em. Đó. Mút á, cái mút này á là mút quay thái 100 tồn nè. Mút này là mút quay thái 100 tồn. Quay 100 với quay 110 nó y chang nhau à. Thì anh em nào lấy chỉ về được duy nhất 5 cái thôi. Nhưng mà mình chỉ bán 4 cái à, mình chừa lại một cái mình xài. Mình chuẩn bị mình lợp cái con da, cái Yên con xe đen lại đang dọn lại lần chừng nữa. Tết là em đậu cặp con xe đỏ luôn á. Con xe đen MT 99 của em á nè. Mút quay thái 100 tồn. Đó, lưu kho cũng mấy chục năm rồi, xuống vàng khè hết trơn rồi nè. Nè, xuống vàng khè hết trơn nè, anh em thấy không? Lưu kho cũng mấy chục năm nè, nó ghi 100 với 110 xài chung nè, đó. Thì cái này á, anh em nào thích xài mút ở ngoài cũng được. Còn ở đây anh em nào muốn xài mút zin thì anh em liên hệ mình.
đó, anh em muốn xài mút zin xịn thì anh em liên hệ mình. Nhưng mà đối với mình, yên là cái mút nó rất là quan trọng. Đó thì em nói anh em nào muốn xài mút xịn, mút zin thì anh em liên hệ cho mình. Một cái như vậy á là giá là 800 ngàn ha, một cái mút như vậy là giá là 800. Đó, nói chung nó mắc, nó không có rẻ. Bây giờ anh em đi lập yên, anh em xài mút liên á, mút này mút nọ thì bao nhiêu tiền, mút gọt thì bao nhiêu tiền. Nhưng mà anh em nhìn cái form nè, anh em thấy không, đây của người ta là nguyên khối đổ ra chứ không phải là gọt, anh em hiểu không? Nguyên khối đổ ra chứ không phải là gọt. Nó vàng khè hết trơn rồi, nó vàng khè hết rồi anh em. Đây, nó vàng khè hết trơn rồi. Cái thứ này anh em vô cái yên thì còn gì để nói nữa. 800 ngàn một cái, em chỉ có 5 cái thôi chứ không có nhiều đâu. Em chỉ bán 4, em để lại 1 em chơi. Nè, anh em lưu ý nè, những anh em nào mà chơi yên 110 mà gia zin, anh em để ý cho em, 10 cái yên 110 hết đúng 10 cái luôn, là lúc nào cái phần đích này nè nó sẽ mô lên và nó sẽ lượn xuống lại nha, chứ không phải nó bằng chỗ này luôn nha. Đó, không phải nó bằng gì luôn nha anh em, là cái phần đích khi anh em đưa lên anh em nhìn là nó mô lên rồi nó sẽ lượn xuống lại là đúng form 110. Đây, 800 ngàn một cái anh em. Chỉ có 5 cái thôi. Thì gia yên thì 290, mút là 800. Đó, anh em xài thì cứ liên hệ cho mình. Quay 100 thái, quay 110 thái, xài chung, quay pha xài được luôn, quay nhỏ là xài được hết nha. Quay thái 100 tồn kho. Rồi, hôm nay em có số phụ tùng quay 110. Cái bụng máy cọp vẫn chưa bay nha anh em, vẫn còn. Thì mình nói anh em luôn, cái bụng máy cọp này anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình, mình sẽ xé ra bán lẻ cho anh em bình thường. Bộ số, bộ dên lóc, bộ nồi mình bán hết. Đây là combo dên lóc số. Thì mình nói với anh em á, cái bụng rồi nè. Đó, anh em nào mà chốt đi thì trong video ngày hôm nay, nói chung là dạo gần đây á, do cuối năm thì một số anh em mà người ta em mua bán, anh em nghĩ đi, em đâu có phải là thiên thần đâu. Đầu tư tiền cho bao nhiêu cho đủ, anh em vô ba cái phụ tùng 110 này nó mắc thấy mẹ luôn. Một món cả triệu mấy trăm, mà vài chục món, vài trăm món, anh em tưởng tượng đi. Em đâu phải là, nói chung vợ chồng em từ tay trắng lập nghiệp nên quá trình thì nó gian nan chứ không có được thoải mái như là thí dụ như anh em nào mà nhà có của ăn của để sẵn á, mà khi ra làm thì nó dễ hơn bọn em tí. Thì nói chung dù sao đi nữa, em cũng rất là cảm ơn những anh em nào đã luôn quan tâm ủng hộ cho em. Đó, thật sự em thành thật em cảm ơn để em có ngày hôm nay. Đó. Thì nói thẳng ra là dạo gần đây em cũng cần phải xoay nhiều, cho nên là thôi em sẽ hạ giá cái bụng này. Đó, em hạ giá cái bụng này, em bán meo lời meo cũng được, thậm chí hòa vốn cũng được, để em lấy cái đồng em xoay. Tí xíu này em sẽ báo giá nó. Nhưng mà nếu như em hạ rồi mà anh em chốt không được nữa thì anh em dở lắm. Tại thật sự mà bây giờ, thời điểm bây giờ mà nói anh em kiếm những cái con máy mà nó cọp vậy kiếm không có ra đâu. Mình dám tuyên bố với anh em luôn, máy 99 nữa chứ, máy 99 nữa. Đó, thùng xăng này bữa hổm có khách hỏi mà khách không có qua nè, khách nói khách qua mà em không thấy khách qua, thì thôi em xin phép em đăng bán lại. Em cũng nói với anh em luôn, thì sau này á, cái này là mình nói chân thật, em chia sẻ với anh em mấy vấn đề này là để anh em mình hiểu nhau hơn, dễ làm việc hơn, không phải em nói xàm. Khi anh em chốt hàng của mình, nếu như anh em muốn mình giữ hàng cho anh em thì thật sự mà nói, mình mua bán, mình mua hàng rất là nhiều. Ví dụ như bữa nay mình nhận cái lô da này, cái này hết mấy chục rồi, cái da với lại cái mút này hết mấy chục rồi, thì tiền này, số tiền này đâu ra, thì là mình phải bán hàng để mình gom tiền vào để mình mua. Thì anh em thông cảm khi chốt hàng, nếu anh em muốn mình giữ lại thì anh em chuyển khoản cho mình. Cái đó là mình nhắc anh em khách quen mình nhắc thì nó kỳ, mà mình không nói thì nó tội nghiệp cho mình. Anh em chuyển khoản mình giữ hàng cho anh em, còn anh em không chuyển khoản thì mình xin phép không giữ được, mình sẽ bán. Mình nói rõ luôn, quan điểm mình nói rõ luôn. Đó, như vậy cho nó đỡ mít lòng nhau ha anh em ha. Đó, ok anh em nha. Thì anh em mình cứ vậy mà làm. Thùng xăng này em xin phép em đăng em bán lại, anh trai thông cảm cho em nha. Tại em không thấy anh qua lấy thì em đăng bán nha. Thùng xăng này em bán giá 1,2 triệu nè anh em, đời 201, cực kỳ cọp luôn. Chữ C nè, nước sơn nữa anh em nhìn thấy nè.
Có nghĩa là cái thùng, những cái thùng mà sơn di nó đang nó đẹp căng á, nó đẹp á, là cái nước sơn của nó anh em nhìn thấy nó vẫn còn cái độ da cam, anh em thấy không? Nó bóng nhưng mà nó vẫn còn độ da cam. Đây, đắt 202. Quay 110 Thái đời 202. 30D02B. Nước sơn hơi bị ác, full bắt yên nha. Thì cái đời 201, cái đời 202 đó anh em, là cái này người ta kêu là cái lưỡi gà này nó vẫn là màu nòng súng, nhưng mà ban ốc của nó là màu màu gam vàng chứ không phải là màu gam nòng súng, chưa tháo lần nào luôn nha anh em. Hai cái râu này nguyên cái bán lớn này nè, là nó là màu gà sơn đen chứ không phải là gam xanh. Đẳng cấp nha anh em, đẹp. Không có bị oxy hóa gì luôn. Và đặc biệt khi anh em mua là anh em kiểm tra nè, nó có độ lúc lát không? Nó có độ gơ nhiều không? Nếu nó gơ nhiều là anh em đưa cái yên lên nó sẽ bị quơ nha. Đẹp lắm nha anh em, cao su đầy đủ nha. Còn cái thùng này mình nói anh em giả dưới như giả trên như mới. Ở dưới chưa có miếng nổ sơn luôn. Thấy không? Mình bán 1,2 triệu thôi. Nói chung cái thùng này thì nói chung cái giá trị nó không có cao. Đấy, xuất sắc anh em. 1,2 triệu nha anh em. Tiếp theo nữa, cây gắt máy 2 tầng 99 mình mới bán hồi sáng rồi, cây đó mình bán hòa vốn cho một anh luôn. Nói chung mình lỡ mua giá nó hơi cao thôi, mình bán có này có kia không quan trọng. Cây gắt hôm qua có cây gắt cây chẳng ba mình đăng hôm qua 1,2 triệu á. Có một người anh ảnh chia về làm xe cho khách này. Ảnh cũng là dân dọn 110 luôn đó. Còn cây này hôm qua là mình đăng nè, mình đăng giá 1 triệu. Mình đăng giá 1,2 triệu nè, bây giờ mình đăng lại giá 1,2 triệu. Thì có nhiều anh em trả mình 1 triệu, mình xin lỗi anh em, mình bán không có được. Mình bán được, mình bán rồi. Cái cây này mình nói thẳng với anh em, cái giá vốn mình nhập vào là bữa có full chống nghiêng luôn là 1,8 triệu. Mình chia cái chống nghiêng, tại vì cái chống nghiêng nó chống nghiêng 201, nó không có giá, mình chia lại cho khách giá là 400 ngàn. Bây giờ mình đăng cây này 1,2 triệu là coi như mình lỗ mẹ nó đi 200 ngàn rồi. Nhưng mà mình làm ăn, mình suy nghĩ nó tích cực lên anh em, nó không có quan trọng. Cây này sưng riêng hai bên đầu nó khét thiệt anh em, đẹp thiệt á, đen mung luôn. 1,2 triệu anh em. Xe anh em mà dặn xe đẹp căng á thì anh em vô. Đây, cây này công nhận cái giả dưới này sưng riêng nó cọp thiệt. Đặc biệt cái chỗ này nè anh em, nó lên dốc mà không có xe này nó đi không có nhiều. Chỗ này nè không có bị chạy luôn, không bị khuyết luôn. Đa số xe mình đi nhiều chỗ này nó bị khuyết thịt hết trơn nha anh em. Ốc tán. Cái này anh em về rửa dầu á, nghe mình đi, đừng có rửa thuốc tẩy hết trơn á, là nó mang lên màu ác lắm. Cái này cũng đen thui luôn anh em. Chuyển lời nè. Có tán chống nghiêng với ốc đầy đủ nha anh em, ốc rin luôn nha. Thùng này về anh em xài luôn nha, thùng xịn nha anh em, thùng rin nha nè, thùng rin nha. Đó, về anh em xài luôn nha anh em, thùng rin nè. Một cặp này đi mua về cũng 100k đó anh em, không rẻ đâu. 1,2 triệu anh em. Cây chẳng ba này là cây chẳng ba 99 cọp nè. Cây chẳng ba này mình kêu giá tầm 1,5 triệu nè, thôi bây giờ mình bán cho anh em giá 1 triệu. Bữa mình mua 1,2 triệu, mình bán anh em 1,3 triệu. Đó. Trời ơi, bây giờ anh em đừng có mong mà đi mua đồ được cái giá rẻ, em nói thẳng ra. Bây giờ anh em chỉ nhớ cho em một điều, mình đi mua đồ 110. Mua được cái giá hợp lý, đồ đúng chất, đúng như mô tả là ok anh em. Đừng mong mua được giá rẻ, tránh bị lừa, tránh bị lầm. Chẳng 399 là nó tới đây nó có cái khất ngang chứ nó không có mập ra rồi tròn vô lại. Mở bò theo xe vẫn còn luôn. Đây, mực màu nó còn chấm sơn nhà máy đồ còn hết trơn đầy đủ luôn. Màu là màu mỡ gà nha anh em, mình cố tình rửa không có cho nó trắng. Mình cố tình rửa không cho nó trắng mà cho nó mỡ gà vậy đó, nhìn nó mới ác. Cọp lắm anh em. Cây này mình bán anh em, mình mua 1,2 triệu anh bán 1,4 triệu. Ốc tán mỡ gà hết anh em. Như vậy nó mới căng anh em, vô xe nó mới đẹp. Mã số 89 anh em. Đẹp lắm. Còn cây ghi đông hôm qua mà 1,5 triệu mình đã bán rồi. Thì cây ghi đông này mình bán cho anh em giá 1,2 triệu nè. Cây ghi đông này thì nói chung nó cũng VIP đẳng cấp đó, nhưng mà nó không bằng cây hôm qua anh em. Cây hôm qua đẳng cấp lắm. Ốc tán nó cũng vàng ươm nè. Đó. Sọ khỉ thì thôi anh em miễn có bàn nha. Đó.
ốc chọt sọ khỉ đầy đủ nha anh em, râu ria là còn nguyên dạng nha. Cho anh em coi sọ khỉ với ốc sọ khỉ đầu trước, cái này 1,2 triệu đó, anh em nhìn đánh giá giùm mình nha. Nhiều khi anh em tính không có kỹ thôi, anh em tính không có kỹ thôi. Bây giờ anh em mua một cây ghi đông giá 400 ngàn, đúng không? Tiền sơn cây ghi đông lại bao nhiêu? 200. Tiền gam có sọ khỉ là bao nhiêu? 100, nữa là 300, là 700. Tính cho kỹ lại đi, đâu có rẻ đâu. Mà những cây ghi đông nó ốc tán, ốc tán đâu có gì đâu, đủ gì đâu anh em. Đó, rồi anh em về phải thay cao su đồ các kiểu. Con đà điểu cây này đời 2000 anh em, xương riêng cũng cọp lắm. Nó có gù theo xe, với gù đối trọng nằm ở bên trong. Cái cây này nó có cùi tẻ thắng, nhưng mà cùi màu trắng. Cây này nói thẳng với anh em luôn, quay 110 2 lá 2, xài chung với quay thái 100 2 lá 2, tay thắng này riêng theo xe luôn nè. Thì bây giờ anh em muốn xài giống 110 thì anh em về sơn đen lấy cùi tẻ thắng này, tóp tay là theo xe luôn. Đát 2 lá 2, tay H2. Con tán này vẫn còn zin luôn nè, chứ chưa có mở luôn nữa đó. Ốc này zin còn mực luôn nè, thấy không? Mình mua bán mình nói thẳng luôn như vậy đó, anh em được chơi không được thôi, cho nó dễ. Đó. Rồi bây giờ cái phần cuối cùng là cái phần bụng máy quay 110 này. Hôm qua mình kêu giá 15 triệu. Đúng không? Bây giờ nói thẳng với anh em luôn, mình muốn bán, thật sự mình muốn bán. Mình bán, anh em nào chốt trong video này, trong video này nha. Đó. Full combo gen lốc số nồi quay thái 110 đời 99 giao thời 2000. Số là số 99. Lốc bơm mà lốc bơm 2000. Nồi đóng đáp là ngày 4 tháng 11 năm 99, nhưng mà nồi 2000. Bao dăm cho anh em lên xe, cọp đẳng cấp. Mình bán combo này giá mà cho anh em trong video này 12 triệu. Mình muốn bán thì mình gom tiền, cái nào mình nói thẳng luôn. Chết mẹ, quên quay cặp đầm tồn nữa trời. Cặp đầm tồn này thì anh em nào chơi thì chơi anh em. Đầm trước tồn 2000, chuẩn đất 2000 tồn kho này á. Thì cái đầm trước này anh em lấy thì 1,2 triệu một cái. Chưa xài nha, chưa đóng bạc đạn ống chỉ nha, full tồn, không tì vết nha. Đúng đất 2000 anh em, không không. Này 1,2 triệu, còn cái sau là tồn đất cao. Bán là tồn gì mình nói rõ ràng anh em, không có nói bậy. Đó, tùng tồn đất cao 1,1 triệu. Nhưng mà cái đầm sau này nó thật sự bán 1,1 triệu là rẻ, không có ai mắc đâu mà nói thật. Thị trường là có mình nên mình bán thôi. Đó. Rồi, mình cho qua, mình để bụng máy mình quay anh em coi. Thì bụng máy này nè, nó có báo số nè. Sơn cam với lại bánh xe lồng zin theo xe cọp luôn. Mình sẽ cho luôn. Hôm qua mình kêu sơn cam với bánh xe lồng không là 300 ngàn, mình sẽ cho luôn. Báo số nè, nhìn nè. Như tồn luôn nha anh em, như tồn luôn nha. Đó, báo số đắt 99 đàng hoàng. Còn em mua lẻ mình bán luôn, mua cái gì cũng bán hết trơn á, hết tiền rồi. 912 91029, cực kỳ VIP. Xin cam của nó anh em nhìn nè, mình cho anh em luôn. Trời ơi, nội mà anh em nhìn cổng xin cam thôi anh em biết cái máy nó cỡ nào rồi nè. Xin cam theo xe nè, mình cho anh em luôn. Bộ cò muỗng của nó nè, mặt đạn nồi của nó nè, giá băng đàng hoàng. Bộ cò muỗng của nó nè, chưa có miếng dấu nữa. Đúng đá 99 nè, như mới luôn, các con như mới luôn. 9128 nè, muỗng nè, bánh xe lồng nè, dây báo số nè, cho anh em hết 12 triệu. Mình muốn bán cái này nói thật. Đây, nó thời buổi này mà anh em đi kiếm một con máy 99, còn cái này anh em nói lăng măng gì. Nói thẳng với anh em thôi, làm biến xử lý thôi, chứ xử lý một cái là như mới, không có dấu. Anh em chỉ anh em luôn, nếu như nó bị cái dạng như lăng măng vô nước, cái này là nước, không thành vấn đề. Tại vì cái dĩa đề mình nó ăn là nó ăn vô miếng này nè. Anh em mua cà na đánh bát mình về quẹt đều hết đi, rồi anh em lấy giải sạch anh em đánh á, khỏi cái cước gì chứ bóng ngáo nó nè.
Đây anh em. Ồ mà bây giờ mà anh em đi kiếm một cái combo dên lóc số nồi đúng 99. Đây có tải 99 đây. Tôi nói thẳng với anh em, thằng Hậu này dám nói với anh em luôn. Anh em mua đồ riêng cái đồ gì không nói, mà riêng đồ máy tôi bao cho anh em. Tôi bao cho anh em. Nè, con số 2 nó là đang cùi lùi luôn anh em thấy không? Bao anh em nhâm găng nào em tặng anh em luôn. Đó. Em bán nguyên cơm cho anh em như vậy là 12 triệu, còn dân anh em đừng nói tới gơ gì hết trơn. Đó. Đừng có nói gơ giết gì dân nè, cái ác trên nè. Quay ban ngày cho anh em coi luôn. Ác trên nè. Nè. Chưa một miếng sọc gì luôn nha anh em. Ừ. Long đền báo số đầy đủ nè. Ừ. Đẳng cấp nha anh em. Cốt đạp cốt số càng móc đầy đủ cho anh em. Mới gã lần đầu anh em. Bộ nồi anh em nhìn đi. Nè anh em nhìn đi. Bố là khích gịch luôn. Nồi đóng đá 99 đàng hoàng. Ngày 4 tháng 11 năm 99. 04/11 năm 99 nồi zin. Chưa bắn. Ừ. Mẹ năm nay tại tôi nói thẳng anh em kinh tế yếu kém thôi. Ừ, nhìn số nồi nên tự đánh giá. Cái nhông sao là nói thẳng với anh em là nó còn đen thui luôn á. Đó. Bánh bơm nhớt nè, tự đánh giá. Dòng này là một dòng đặc biệt luôn nha. Hàng ốc bán nhớt là hàng ốc này của đáng lý ra xài của xe rim nè. Chưa có dấu mở luôn nè. Thấy không? Số nhôm nè mới rã lần đầu nè, bao tất tần tật cho anh em lên xe đó. Muốn bán đó 12 triệu. Còn mua bộ nồi, nói mình anh em là muốn chơi nồi cọp. Nói mình nồi 99 đóng đất 2000, cái đời này chạy bá đạo luôn. Nói mình gã bán cho anh em luôn, muốn Hậu anh muốn chơi bộ số cọp. Nói mình gã ra bán luôn, muốn dên lóc cọp, nói mình bán luôn. Đó. Vậy đi anh em, 12 triệu là cho anh em nè, sơn cam nè, báo số nè, cò muỗng ốc chỉnh nồi nè, bánh xe lầm luôn. Đúng một cơm lê nó vô cho nó đẳng cấp anh em. Rồi thôi, video mình tới đây cũng dài rồi. Mình cảm ơn anh em luôn quan tâm, ủng hộ mình nha. Mình chào anh em, bây giờ mình phải cắt cái chống đứng này ra, mình giao 4 mảnh cho khách nữa. Anh khách ở ngoài Hà Nội, khách quen mua hàng cũng mấy năm rồi. Mình tranh thủ cho ảnh chốt cũng 2-3 ngày mà hôm qua giao cái đơn kia cho ảnh. Bữa nay mới có thời gian cắt chống đứng giao cho ảnh. Ừ. Mình đang dọn lại con thêm một con này cho khách nữa nè, dọn lại dàn chân nè, với trẻ máy mở máy kiểm tra lại nè, xe này hơi hám gì không có gì chân. Đầu lòng ít tăng đa luôn, nó bỏ vô mà sao hơi hám có này chắc rồi, xúc bắp lỏng chắc luôn. Tại mình nghe tiếng lít chích dữ lắm. Thằng này xúc bắp nó bị gơ rồi nè. Này là phải coi lại cái dàn xúc bắp nè. Đó. Đó cho khách mình Vĩnh Long qua đó. Đó. Rồi vậy nha, mình chào anh em nha.